Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Rồi ngày hôm nay em về được một ít đồ nghề anh em đang vệ sinh đó này. Đó. Thì anh em mình xem có cái món nào đó phù hợp với mình thì mình chốt nha. Những con Ito này thì em giới thiệu clip trước rồi. Đây những cái đồ mới về đang rửa lau chùi dầu rồi anh em. Cho một cái nào mới mới thì lau sơ sơ thì qua trước. Còn những cái nào ấy thì đang vệ sinh và lên sau cho mình một tí thôi. Đây những cái này là mới vệ sinh hoặc là những cái này là đẹp này, nó còn nguyên sinh chưa có xài, nó bấm bụi thôi. Cái này là một cái kìm đa năng anh em, một cái kìm đa năng của thương hiệu hãng Marvel. Là thì anh em thấy có để thông tin của mình có thể ép code này, mình cắt những cái đinh tán ốc này, mình tuốt dây điện cũng như là mình cắt dây điện ha. Đó, một cái dụng cụ đa năng ha, của thương hiệu Marvel và còn mới tinh chưa xài nha anh em. Đây logo của hãng Marvel No 200A ha. Đây cái phần này là để anh em mình tuốt dây này, phần này anh em mình cắt đinh này, phần này mình ép cốt này ha. Đó, và cái con kìm Marvel này nó mới chưa xài nha anh em. Những con này anh em mình mua mới bên Nhật nó khá là cao, nó dài được là 22.5 này. Rồi anh em mình thích cái con kìm Marvel này còn tình trạng còn mới nha. Đây, tình trạng còn mới này nó chưa có lau chùi luôn nha. Ở bãi sau về bãi chưa có lau chùi luôn, là nhiều khi anh em mình thấy nó có vết thấm này nên vì mình lau lấy vì dễ, mình lau cái là nó mới tinh sưu tầm mình xài nha, rất là sướng, hàng mới ha. Anh em thích cái kìm tuốt này, trong là tình trạng mình của mình là nó còn mới chưa có xài nha anh em. Hàng chuẩn nội địa của thương hiệu Marvel. Mã số của mày của mình là V1 giúp em nha, 108 giúp em nha, V1 108, cái kìm đa năng ha, V1 108. Tiếp theo V2 em có một cái hộp dao rộng giấy của Alpha này anh em, và băng lưỡi 9 ly, băng lưỡi nhỏ nha, Alpha này đó, Alpha Japan đó. Đây thì cái hộp này thì nó cũng còn nguyên zin nha anh em, nhưng chưa kia đôi bãi này nọ thì đắt rồi, nó bụi bặm nó vô thôi. Đây một tép như thế này em nghĩ là chắc gần tầm khoảng là 40-50 lưỡi anh em. Đó, đây trông nhiều lắm này, chưa có xài luôn này anh em, nhưng mà để bãi thì nhiều khi là nó có bấm bụi đồ này nọ ha. Đó ha, thương hiệu Alpha, cái này chắc tầm khoảng là 50 lưỡi, 40-50 lưỡi gì đó ha. Đó, cho một cái này rất là nhiều để anh em mình xài thôi. Đó, tình trạng thì nói chung là nó có những cái vết lắm bụi bặm này nha anh em, chứ không phải là mới tinh đâu nha, tại vì để bãi đây nọ thì nhiều khi đắt cát nó vô, nhưng mà chung quy lại thì nó là chưa có xài. Rồi anh em thích cái hộp tầm khoảng là gần 50 lưỡi, không biết là 50 lưỡi đủ không thì biết, nhưng mà cái hộp này là nguyên zin của nó là 50 lưỡi á. Thì mọi người chốt giúp em hộp này, mã số mình là V2 giúp em nha, 80 cho anh em. Tính ra ăn lưỡi cũng ngàn mấy, tầm khoảng ngàn 8 ha. V2 80.000 ha. Rồi V3 là một cái cuộn chì anh em, cái này thì một cái cuộn chì nhỏ thôi. Đó, cuộn chì nhỏ cho nên mình dùng gia đình. Đây mình cứ kéo lên thôi nha anh em. Sợi dây chì này thì nó có để thông số không, nó không để thông số, nhưng mà sợi chì này chắc tầm khoảng là 1.5 ly ha, tầm khoảng 1.5 ly, và nó thiết kế kiểu cuốn sáng như này, cái này nó tầm khoảng là chưa được 100 gram đâu ha, nhưng mà còn rất là ngon đấy, nên mình dùng gia đình nha, đó rất là nhiều vòng này. Đó, 80.000 nha anh em, 80.000 V3 80. Đó, chị hàng của Nhật ha, V3 80. V4 là một cây bịch lưỡi cưa lỏng nha, một bịch lưỡi cưa lỏng, nó lưỡi này cũng bự nha. Rồi bộ này là mới chưa xài nha anh em, cũng có 5 lưỡi mới tinh nha, 5 lưỡi mới tinh chưa có xài này. Đó này không biết là dùng cho máy Ryobi hay máy gì, đó là cái chui đó anh em, cái chui chốt nè. Đó mới tinh chưa xài này, thấy không, 18T đó. Thì thông số kích thước của 5 cái lưỡi cưa này á, 5 lưỡi cưa lọng và lưỡi cưa lọng này, thì cái chiều dài lưỡi sử dụng của mình là nó dài tới là 18 cm nha, chiều dài lưỡi là 18 cm. Còn bản ngang này của mình là đặt tầm khoảng là 1.8 ly ha, và độ dài của mình thì nói chung là tầm khoảng là 1 ly 5 lưỡi nha anh em. Đây 5 lưỡi này, logo của hãng này. Đó, anh em thích cái bộ 5 lưỡi cưa lọng nha anh em. Đó, 5 lưỡi. Mọi người mình chốt giúp em mã số cho cái bộ cưa này của mình là V4 giúp em nha. 5 cái lưỡi cưa lọng này giá 150 nha anh em, lưỡi 30.000.
V4 nha, 150. V5, em có một cái mũi khoan rút lõa của thương hiệu SDS. Đó. À, phi của mình là phi 38 và chiều dài của mình là 250, còn đơn hộp như thế này. Đây. Đó. Rất là ngon nha anh em. Được không? Đó, này anh em mình xem rang cỏ này, cái này là người ta dùng lướt thôi, nên anh em thấy này. Rất là đẹp. Đây là cái chui gài để anh em mình gắn vào máy khoan bê tông. Và đây là đầu mũi khoan của mình. Đó, anh em thấy không? Khoan rút lõi đó, rang cỏ đồ rất là đẹp nha anh em. Rang cỏ mới tinh nè. Đó, không có mẻ miết gì nha, nó rất là cứng luôn. Và một cái mũi khoan tâm. Đó, một cái mũi khoan rút lõi bê tông ha. Đây cũng rất là đẹp luôn. Anh em thấy không? Quay từng rang cho anh em mình xem, nó không có bị mòn mẻ nha anh em. Đó. Đây. Siêu ngon luôn. Đó, rất là xịn sò ha. Những cái dòng này bên Nhật giá nó mát kinh khủng. Đây logo hãng này, phi 38 này. Đây, chui gắn được ha. Như ở bao bì nó để rồi ha. À, thì con rút lõa này thì nó cái chiều dài của mình thì nó được là 25 cm này. Đó. 25 cm này anh em thấy không? Đó, chiều dài này được 25 cm và phi của mình là phi 38. Còn đang hộp luôn nha anh em. Còn đang hộp luôn, rất là xịn sò để anh em mình xài ha. À, một cái mũi khoan rút lõa bê tông. Đây. Ngon ha. Rồi anh em thích cái mũi khoan rút lõa bê tông của Nhật này ha. À, mũi khoan rút lõa bê tông của Nhật thì mọi người chú giúp em. À, V5 nha. V5 giá 500.000 ha. Phi 38. V5 500. V6. Một cây thước thủy của thương hiệu hãng ABC Diamond. Đây một hàng nội địa Nhật nha, made in Japan này. Đó. Một cái ống thủy này. Hai ống thủy này. Đó. Màu vàng. Con này thì nó dài được là 10 cm nha anh em, 10 cm. Rồi anh em thích cây thước thủy này của ABC Diamond nha, mọi người chú giúp em. À, V6 nha, 100. Loại này không có 500 ha, V6 100.000. Tiếp theo V7. V7 là một cây thước thủy của Đức nha, của thương hiệu hãng KDS Stabila Made in Germany. À, một ống thủy màu trắng. Bên này cũng có một ống thủy màu trắng nữa, hai ống ha. À, hàng của Đức nha anh em, Made in Germany. Thân của mình là mình hợp kim nhôm màu vàng như này ha. Nè. Stabila Made in Germany luôn nè. Cái thước thủy của Đức ha, sản xuất ở Đức. Cái này giá mới rồi nó cũng mát ha, dài được 40 cm này. Phần chiều này của mình đo được là 5 cm. Đó. Thì anh em thích cây thước thủy là mọi người cho giúp em V7 nha. V7 giá 200. Của Đức nha anh em, hợp kim nhôm, không có 500. V7 200. V8. V8 thì em có một cái mũi khoan bê tông. À, mũi này nó cũng mắc tiền anh em thấy không? Của thương hiệu gì này, giá mới của mình là một sen 280, một sen 260, nói chung là nó tầm khoảng là 200.000 nha, tầm khoảng 200.000 mới chơi xài nha anh em. Đây khoan này là khoan sát nha anh em, mũi khoan sát thôi chứ không phải là khoan bê tông, mũi khoan sát. Mà mũi phi của mình là của Nike nha, con này là của Nike phi 13 ly ha, Nike phi 13 ly HSS. Rồi anh em thích cái mũi Nike 13 ly này, mọi người cho giúp em V8 ha. Mũi này giá 80. V8 giúp em nha, 80.000. V9 là một cái bịch mũi khoan khác. À, một cái bịch mũi khoan mới chưa xài luôn, giao xích nội địa Nhật của này chưa có khui luôn nha anh em. À, cái này là của UZD nha. Mũi này là mũi 3.2 cho anh em mình Taro 14 này. Ha, 3.2. Đó. Và tình trạng của mình là mới chơi xài chưa khui luôn nha, em cũng không khui làm gì ha. Đó, nó còn mới nguyên zin luôn. Đó, nguyên zin luôn. Chưa có xài, này là hai thép high speed là anh em mình khoan xét rồi nha. À, của thương hiệu Uzu Japan. Rồi anh em thích cái bộ mũi khoan của Uzu loại 3.2 này. Mọi người chơi giúp em 10 mũi nha. V9 giúp em. 150.000 nha anh em, 10 mũi giá 15.000 một mũi thôi. Đó, 10 mũi 150. V9 150.000. V10 là một cái bộ của Nike nữa nè, mới chưa xài luôn, đầu tiên cái bộ của Mitsu, chứ Mitsu nó cũng mắc tiền hơn của Nike nha anh em. Bộ này là 5 mũi.
5 mũi 4 ly nha anh em. Đó, 5 mũi 4 ly này. Đó, của Mitsubishi. Mắc kinh khủng luôn, dòng của Mitsu cái thép nó làm rất là cứng nha anh em. Này. HDS quan sát ha, này phi 4 ly này, HDS em ha. Của hãng Mitsu nha anh em, Mitsubishi này. Rồi và cái này nó có một mũi lẻ nên bán kèm luôn nè, cũng như là 2 4 5 mũi 4 ly và 1 mũi 5 ly. Ha, bộ combo này 6 mũi 100.000. 6 mũi 100.000 nha anh em. Chưa xài luôn nha, V10 100. V11 là một bịch Nachi 3.7. Bịch này cũng nhiều à. To nhỏ rồi cũng khá trời luôn, nói chung là đa phần là nó chưa có xài. Đó. Đây là trần cái đầu vít này, mới tinh luôn, chưa có xài, để tí nên bỏ vô. Rồi, bộ này nó cũng nhiều mũi nha anh em. Đầu tiên thì nó sẽ hai ba loại là. Đầu tiên cái loại này nó cũng mới là nguyên trong bịch nó này. Là mũi 3.7 anh em lấy ra hết cho mọi người. Còn là cái bộ kia nó tập nham. Đó. 3.7 3.7 này. 5 mũi anh em, còn 5 mũi. 5 mũi 3.7 này. Với lệ 4 mũi 3.2. Đó. Đây. 4 mũi của 3.2 này là của Mitsu nha anh em. Đó thì 4 mũi 3.2 là của Mitsu nè. Bộ này là 5 mũi. 5 mũi 3.7 là của Nachi nè. Đó. Ha, à, 9 mũi. À, với bên này là 3.5 4 chấm. À, cái này là Nachi máy số nó hơi mờ, chung là tầm khoảng là 3.5 nha. Bên này là 5 chấm. 5 ly nha anh em, 2 mũi 5 ly đó. Cái bộ này thì nói chung là combo này nó gồm đồ mới không ha, của Nachi là nhiều. À, bên này là 9 mũi. Ha, bên này là 9 mũi và bên này 5 mũi nữa là 14 mũi ha, tổng cộng 14 mũi nha anh em. Bộ này 14 mũi mới tinh nè. Rồi. 14 mũi giá 180 anh em. Bộ này 180 nha. Dạ, bỏ. Sao vậy? Cái đâu cái đó nó cái trang dây đai quả thằng cái đó nó giải luôn á. 180, đúng rồi. Cái đó nó dính trang dây đai. 180.000 nha anh em. 14 mũi Nachi ha, V11. V12 đây, cái vít luôn đây, cái đầu mũi mới tinh lại trang bịch đó ra nè, đó. Ha, mới can chưa xài luôn nha anh em. Đó, đây, bỏ vào cho mọi người mình dùng ha. Đó, 6.35. Hát đảo chiều. Ha, ngon lành nè. Đó. Thấy không? Hoạt động ngon lành trơn tru của thương hiệu hãng Engineer của Nhật nha anh em. Engineer rồi V12 ha, 100. Vít lắc luôn đảo chiều của Engineer ha. Một mũi mới nha anh em, đầu mũi mới V12 100. V13. Một cây vít đóng của thương hiệu Tone Japan. Đó, đây, Tone Japan ha, cắn giữa trong. Dòng vít đóng nha anh em. Tone nói chung là rất là ngon rồi. Một thương hiệu rất là quen thuộc luôn. Đây đồng vít của mình là đồng vít dương BH3 nha, thăng vuông của mình là thăng vuông 4 ly, à thăng vuông 8 ly ha. Chiều dài 26 cm. Anh em thích cái con vít nào mọi người cho giúp em V13 nha. Con này Tool ha, V13 con này giá của mình là 100.000. V13 100. V14. Đồ lên quá trời rồi anh em, chưa lau dầu thôi chứ lên quá trời rồi đó. À, một cái vít cũng mới tinh luôn. Đó, cái này thì nó có bị ái xíu thôi nhưng mà còn mới đẹp nha. Made in Japan em thấy không, dập nổi trên cái phần thang. À, được cái là cái này là nó có hai đầu nha, một đầu âm đầu dương nữa, nên mình rất là dễ dùng luôn. Thay vì mình mua hai cái vít thì mình dùng cái này là sử dụng được hai đầu luôn, vừa âm vừa dương ha. Và chiều dài của mình thì nó cũng rơi vào đâu đó tầm khoảng 20 cm nha anh em. Đây 19 20 cm này,
còn rất là đẹp ha. Đó. Rồi cái này V14 giúp em nha. V14 100.000. Hai đầu nha anh em, được cái là vít hai đầu. V14 100. V15 cũng y vậy luôn. Hai con giống nhau nha. Đó. Đây. Đều có mặt Made in Japan dập nổi đến nay nha anh em. Hàng chuẩn nội địa. Tình trạng là còn mới tinh hết. Nên mình yên tâm mua về mình xài. Rồi, tương tự cái này V15 hai giá 110.000. V15 110. Đây bên này nó có chữ Japan đó nè, hai ba chữ luôn ha. V15 100. V16 một cái vít trừ 6 ha, đầu trừ 6 của thương hiệu Engineer này. Đây, Engineer em ha. Đó. Đây, Engineer này Made in Japan này. Còn rất là mới nha anh em. Engineer là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng luôn á. Đầu vít của mình là đầu vít trừ 5.5 nha. Dài 20 cm ha. Dài 20 cm. V16 giúp em nha. V16 vít trừ này giá 80. V16 80.000. V17 một cây vít trừ nữa nè. Đây, một cây vít trừ của thương hiệu hãng Bersell. Lô BH1 loại nhỏ. Này thì nó được gia công tại nhà máy Thái Lan ha, máy chin Thái Linh. Tình trạng của mình là con mới nè. Mới tinh chưa xài nữa. Con này nó dài được là 16 cm ha. Rồi con này V17 giúp em nha, giá 60. Mới chưa xài ha, V17. 60.000. V18 là một cây vít đóng của thương hiệu Anet. Made in Japan, đầu vít dương BH1. Vít được còn đẹp nữa ha. Đầu đóng còn rất là mới nha. Đó. Đẹp nha anh em. Rồi cái vít đóng BH1 của thương hiệu Anet này là tình trạng còn mới. Dài được là 18.5 nha. Anh em thích cây vít đóng của Vercel này, của thương hiệu Anet này, mọi người cứ giúp em Made in Japan đàng hoàng nha anh em. V18 ha. BH1 giá 80.000. V18 80. Tiếp theo. V19. V19 thì em có một cặp vít của thương hiệu KTC này, cái cặp này là cho anh em sưu tầm, nó rất là đẹp nha anh em. Đầu vít đóng đàng hoàng nha, lọt cán gỗ giống như của Vercel, nhưng mà dòng này là của KTC nha. Một con vít dương BH3 và một con đầu vít từ 8, đây là một cặp luôn á. Một cặp nguyên zin của nó luôn nha anh em. Đây, đầu vít đều rất là đẹp nha anh em. BH3 và từ 8. Thăng 8 ly. Đó, cán gỗ. Này giao dịch nội địa anh em đúng không? Đó, của hãng KTC nha anh em. Đây. À, KTC Kyoto Tool này đó, anh em mình cầm này là mình sưu tầm đúng bài, cái này em bán cặp cho anh em mình sưu tầm. Dòng vít gỗ đóng rất là chắc chắn luôn nha. Cặp này rất đẹp cho anh em mình thích thằng xịn sò ha. Dài được là 30 cm nha anh em. Dài 30 cm. Rồi cặp vít đóng cán gỗ này còn rất là đẹp, phù hợp anh em mình có thể mình sưu tầm, giá 250 giúp em nha, hai chiếc. 250 nha anh em, V19 giúp em nha. V19 250. Tiếp theo V20. Vào cho mọi người cái kìm móc quả. Này mới tin chưa xài luôn, thương hiệu là Black Bender này. VW10 Black Bender ha. Đây, nước xi si tráng nó còn mới tinh, rất là đẹp. Ren cổ nó còn mới này anh em ha. Cổ nó mới tinh rất là đẹp ha. Vỏ màu đen. Xa 250 ha, dài 25 cm. Và đồ mới ngàm nó mở được 48 ly. V20 giúp em nha anh em. V20 con này còn 6 giá 160.000 giúp em nha, mới tin luôn ha. V20 160.
V21. Một con của thằng SK11 ha. Cân nhúng. SK11 gì Strong Beer này, SVDP 50S nha. Dòng này thiết kế kiểu rang như thế này ha. Còn mới luôn anh em, đẹp. Hãng SK11. Một hãng rất là lớn của Nhật ha. Rồi tình trạng thì rang cỏ người ta cũng đã có xài rồi nha anh em, nhưng mà còn rất là ok. Đó ha. Được nằm nắp giống như của Kinebet á, à, kiểu dáng rất là đẹp, dài 250 nha anh em, size 250. Rồi anh em thích cái con kìm móc quả của SK11 kiểu dáng này, mọi người cứ giúp em V21 170. V21 nha, 170.000. Tiếp theo. Tiếp theo V22. Khá là nhiều đồ ha. Rồi một cây thước ke ha, thương hiệu Sinh Hoa hiện kim cánh cụt stainless steel, thép không rỉ, tình trạng là còn đẹp nữa ha, nước xi rồi còn rất là đẹp cho anh em, không bị trải xước nhiều đâu. Màu dáng kiểu dáng đồ rất đẹp, những khớp những vạch đồ này nọ là còn ngon lành hết. V22 giúp em nha. V22 con này giá của mình là 120.000, mới nha anh em. V22 120. V23 một cây đục mới tinh nè, chưa xài. Thấy không? Hai lớp thép này nên hai lớp thép rõ rệt luôn nè. Đó. Màu á nè không? Này logo một chữ. Một truyện là còn cây đục này còn rất là mới nè, mình sưu tầm được. Đó, rất là xịn ha, đây chữ mộc rất là nhiều. À, bản đục của mình là bản đục 24 ly. Còn mới ha. 24 ly. Rồi chiều dài của mình đo được là 22 cm. Anh em thích cái con đục này mọi người chứ giúp em V23. V23 cái đục này 100.000 nha. V23 100. V24. Một cây kìm mà bấm chết của mới tinh của Nhật. Đây. Cái này là 5 grip nha anh em, thép CRMO này, một chữ Japan nó dập chìm bên này này ha. Đó, một chữ Japan này, con này là nó mới tinh luôn á. Rang cỏ đồ còn như là chưa có xài, mới 99% của Nhật. Đó, rất là dễ thương nên em sưu tầm nha. Thằng mới đẹp. Ha. Con này nó rất là đẹp luôn nha anh em, nhỏ nhỏ thôi. À, 5 grip nha anh em, 5 grip thì nó dài mình đo tầm khoảng là 14-15 cm thôi, 14 cm này. Ha. 14 cm nha anh em, nhỏ xíu bé xíu thôi nhưng mà rất là đẹp dễ thương, và hàng của Nhật rồi nha, nó có một chữ Japan nha anh em, dập chìm nha. Đó. Con này rất là dễ thương để anh em mình sưu tầm nha, hàng còn mới, giá 200 giúp em nha. V24 200.000, bé tinh xinh nhưng mà còn mới. V25 con này của SK11 size 175 nè, SVDP 175 của SK11 cũng vậy nha, tình trạng còn mới luôn nha anh em. Đây ha, núm vẹn luôn, rất là ngon ha. À. Nãy được kia ha. À ha. Hôm nãy. Rang cỏ đồ cũng rất là đẹp nha anh em. Thấy không? Rang cỏ cũng rất là đẹp, rất là mới. Tinh luôn. SK11 SVB175. Thì con này nó dài được là 10, thực tế mình đo được là tầm khoảng là 18-19 cm luôn ha. Rồi anh em thích cái con kìm mỏ quả của SK11 này, mọi người cho giúp em V25 nha. Con này cũng còn mới đẹp của SK11 nha anh em, 280 giúp em nha. 280.000 V25. SK11 ha. V25 280. 26. Cây này cũng SK11, dòng này là dòng kìm nhọn mỗi dài. Đó, xa 225 luôn, dài hơn con kia nữa, nhưng cái này dòng là dòng kìm nhọn. Đây mình vẹn vô ha. Vẹn này cho cái môi ngoài sát lại. Đó. Ha. Hoạt động nãy đồ ngon lành. Rang cỏ còn mới luôn nha anh em. Con này là kiểu mỗi dài nha. Đó. Thì con này chiều dài thực tế mình đo ra được là nó tầm khoảng là 22 cm luôn ha. 22 cm. Rồi con này giá 300 giúp em nha. V26 300.000.
mới đẹp, những con nào là cũng mới, nhanh em nước xi si được còn nguyên zin. V26 300, V27, một cái cưa cắn nhôm nữa. Này em bán cắn không, chứ còn cái lưỡi thì anh em mình xài cơm ha. Đó, lưỡi nó cong cong tí anh em về mình có thể mình uống lại. Cái này là người ta để lưỡi bị sai nè, anh em phải để lưỡi bên này mới đúng đấy nè, để lưỡi bên này nó mới thẳng được. Thì đó hình thức là nó cái cưa cắn cưa của Somat như thế nào nha, mục đích em bán cái cắn không ha. Đó, Somat còn mới nha, nói chung là màu xanh da trời của mình còn đẹp. Rồi, con này em để giá 100.000, V27 nha, cắn bằng nhôm nha anh em, cắn bằng nhôm của Somat V27 100. V28, một cái bộ dũa của thương hiệu hãng lưu cái bình này, chai mát này anh em, Turbo Waka ha, Turbo Waka, dũa này là dũa nhỏ, nhiều lắm, rất là nhiều cây luôn. Bộ này đa phần là đẹp đẹp không nha anh em. Một cây dũa tròn này, một cây dũa hình vuông này, mới tinh nha anh em. Đó, rồi bên này thì nó sẽ gồm có là một cây dũa tam giác này, một cây dũa hình này này ha, rồi cái này nữa này. Đó, chữ nhật bán nguyệt. Đó, nhiều ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây nha anh em, bộ 10 cây, 10 cây dũa nhật còn chưa có xài đâu, nó chỉ bám đắt đồ này nọ cho mình để bãi rồi thôi. Mười cây. Rồi anh em thích cái bộ 10 cây dũa nào mọi người chốt giúp em mã số là V28 nha. À, 10 cây giá của mình là 180.000. V28 giúp em nha. 180. V29. Một con cờ lê đuôi chuột. Một con cờ lê đuôi chuột Japan này, số của mình là số 13 và số 17 ha. Đảo chiều. Rồi, trông là hình thức còn đẹp nha anh em. Đó, 13 và 17. Ngàm đồ cứng cáp. Thương hiệu của mình là thương hiệu hãng Super. Japan ha. Rồi con này thì nó dài được là 27 sang nha. 27 sang V29 giúp em nha. 160.000. V29 160. V30. Một cây khóa trồng 11 13 ha, của thương hiệu hãng Top Japan. Con này hàng xịn nha anh em. À, con này anh em mới giá rất là cao luôn. Ở số một số anh em ở Việt Nam mình họ bán hàng mới. Vì hình thức từ bên trong nó cũng có những cái vít lắm xét nha anh em, do mình để bãi lâu ngày. Ha, nhưng mà khóa mình có là ngon này, đầu này còn đẹp này ha. Đầu 13 này thì nó chỗ này nó cũng hơi bị dính đất dính xét, tí anh em về vệ sinh thêm. Hoạt động được trơn tru nha anh em, khoảng top số 11 13, V30 ha, 100.000. Về anh em mình vệ sinh thêm cái đầu 13 nha, chứ còn con này mới đẹp là giá nó cao lắm. V30 100. Tiếp theo V31, một cây vít led còn mới tinh nè, thương hiệu Sunblast nha anh em. Đây, Sunblast Japan. Họ mới tinh cho nên mình sưu tầm luôn. Nào là sử dụng đầu vít 6.35, dùng trong những góc hạt ha, giúp hẹp rất là nhẹ nhàng luôn. Này đảo chiều, đảo qua này, đảo lại này ha, rất là nhẹ nhàng luôn. Đây, đảo qua đảo lại đó, của thương hiệu hãng Sunblast Japan, tình trạng còn mới. Thế nên thích cây vít lát này đảo chiều này ha, tình trạng còn mới, mình trưng bày sưu tầm cũng được. V31 100. V32, một con cà lê thao tác bằng ốc nhanh nha. Con này nó rất là hay nha anh em. Nó sẽ, mình thấy thiết kế rang như thế này nè, thì nó sẽ ngậm được rất là nhiều chi tiết, ví dụ như là ốc 4 cạnh này, ốc 6 cạnh, ốc lục giác, những cái ti tròn rang ốc nó đều ngậm được hết ha. Đây, đều được ngậm được hết, nói chung là nó ngậm đa năng. Nên là anh em mình thích con này, mình về sưu tầm được, nó còn mới tinh là chưa có xài nha anh em. Hàng này, những con nào là bên Nhật giá nó rất là cao nha, thì ở Việt Nam mình thì ít dùng cái loại này.
top Sahara 50 này mới tinh này, vẫn top ha, mới 99% chưa xài. Sahara 50 rồi, con này giá 200 nha, V32 giúp em 200.000, mới tinh chưa xài. 33 là một cây Yuabavia. Đà mũi này nè, đẹp nè, ta cầm mình nghĩa của thương hiệu ảnh Kyoso nha anh em, Kyoso Kyoso chứ Kyoso. Ta cầm cán cái này nè. Con này thì đường kính do của mình là lỗ tầm khoảng là 13 ly trở lại ha, khoảng 13 ly trở lại. Chiều dài này thì tầm khoảng là 4 cm. Từ 2-3 ly cho tới 13 ly là ok. Rồi anh em thích cái cây dụng cụ Yoa này, Yoa Bavia rồi ha, 100.000, V33 100, 34, một cuộn thước dây 7,5 m của Tajima nha anh em, dòng Magic. Đó, nào là nó có luôn cái phần treo này nên mình đeo dây đai này, đó nguyên nó đeo vào cái thiết bị dây đai an toàn nó không bị rớt. Đó, chỗ này thì nó có 500 hit này, để lâu ngày nó cũng bị dính sét. À, sợi dây thước này nữa ha, nó không có mới lắm nhưng mà chữ số rồi nhìn rõ ràng. Cụ này nó dài tới là 7,5 m nha anh em, 7,5 m Tajima Japan. Bên này nó có hệ số đo đứng này. Đó, về hình thức thì anh em mình thấy nó có những cái vết lắm rồi trên thước nha, nó không có mới lắm nhưng mà chữ số rồi mình nhìn rõ ràng. Và hàng của Tajima thì rất là xịn rồi, 7,5 m. Thu về là xong ngon lành đó, khóa chặn lại. Thì anh em thích cái cuộn 7,5 m này, sợi dây thước nó không có mới lắm nhưng mình dùng cũng rất là ngon nha. Cuộn này mà mới anh em mình mua giá rất là cao luôn. Cuộn này em để giá 130.000, V34 ha. Nó sợi dây thước nó hơi cũ nhưng mà nhìn rõ ràng nha mọi người, V34 130. V35 thì em có một cây mỏ lết nhỏ cho nên mình treo móc khóa siêu tầm. Cái này là mới tinh luôn, của thiền hoảng tút size 4 in 100mm Japan. Đó, đầy đủ thông tin này, Japan này. Đó, ha. Mới can luôn nha anh em. Đó, nên mình treo móc khóa xe. Đó, mới tinh luôn, chưa có xài nha, hàng chuẩn nội địa luôn của hãng thiền hiệu hoảng tút này, Japan đằng ngoài ha. Đó, 4 in, mới tinh rồi, con này V35 giúp em nha, 100.000. Mới chưa xài, V35. V36 thì một con size 200mm của thương hiệu MCC. Con này cũng còn mới tinh luôn cho nên mình sưu tầm luôn. 200mm MCC giáo dít nội địa Nhật, Japan. Tình trạng là mới tinh luôn nha, mới tinh luôn chứ không phải là mới gì nữa nè. Mới là đẹp khác, còn đây là mới tinh luôn. Nên mình sưu tầm ha. Càng luôn. Chưa xài. Rồi cái này giá 150.000 nha, xa 200mm cho nên mình sưu tầm nha anh em. Chứ còn những cây nội cũ cũ thì giá 20-30.000 cũng có luôn. Cái này đẹp, sưu tầm giá nó cao hơn. 150.000 số riêng mọi người nha, V36. Để em ghi lại cái mã nha. V36 150 nha anh em. Tại vì bán 100.000 là lỗ luôn á anh em. Thằng đẹp mua giá cao lắm. V36 150. V37. V37 là một con size 200 khác, cán bọc nhựa của Lotte. Đây, cán bọc nhựa của Lotte hiệu tâm hầm. Mới tinh luôn, chưa xài ha, giáo dít nội địa Nhật đầy đủ. Đó, nó không mưa ngầm này, mới căng. Đó, chỗ này thì nó có bị tróc xi do là người ta xài ngay chỗ đó nhẹ tí thôi, nhưng mà anh em mình đóng lại là nó như mới ha. Đó, ha, đóng lại là như mới luôn. Đó, cán bọc nhựa của Lotte hiệu tâm hầm. Đó, rất là đẹp cho anh em mình sưu tầm nha anh em. V37 180 em nha, anh em mình siêu tầm hàng đẹp. V37 180. V38 thì con này size bự hơn. Con này size của mình là size 250 nha anh em, của thương hiệu hãng Sanki này. Đó, mới tinh luôn, Japan đầy đủ, giao dịch đầy đủ luôn. Đó, chung là những cái mẫu lớn là hôm nay em chọn là những cái nào mới tinh hết đây mới quay nha mọi người. Hẳn như là hàng đi siêu tầm thôi, giá nó cao. Mới càng luôn, xa 250 của Sanki. Con này 200.000 nha anh em, 200.000 giúp em. V38 200. 38 rồi tới 39.
Giờ em vào cho mọi người đóng búa này. Đây, đầu tiên có một cái búa này anh em. Búa này đầu búa cũng đẹp này. Đó, được không? Đó, mới tinh luôn á. Này, của thương hiệu Kahakuza nha. Kuza này cán sợi thủy tinh ha, còn tem luôn này anh em. Đây. Hai quay ly này. Đó. Cái này thì so với hình thức cây trước thì nó không có đẹp bằng nhưng mà nó còn mới nha. À, nó nặng được tổng cộng là nửa ký. 500 g. Chiều dài 31.5. Phần này là được là 22 ly. Con này mã số của mình là V39. V39 con này 180.000 nha. Đầu búa chống trượt, vuông còn rất là mới luôn. V39 180. Tiếp theo V40, một cái búa đinh của thương hiệu OH nha anh em. Đây, một cái búa đinh của thương hiệu hãng OH. Đó, cán đồ còn đẹp. Đây, OH. Đó. À. Cán đầu búa đồ còn đẹp hết nha mọi người. Đây, logo OH đó nè. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhằm mà đóng đinh trong đình được. Ngon lành. Nặng là tầm khoảng là nửa ký luôn ha. Chiều dài 28. Bản búa 23. Rồi cái búa đinh của OH là 170. Còn đẹp nha anh em, còn đẹp. V40 170.000. 41. Một cái búa cũng còn mới nữa nè. OH này anh em, hai đầu nhựa như là chưa xài đó. D7 này nọ thì nó chỗ này nó cắn nhẹ một tí thôi chứ còn đầu búa nó không có vết đóng ha. Rất là đẹp. Nhỏ nhỏ xinh xinh anh em sưu tầm nha. Cái đầu búa nặng có 200 g mà. Tính luôn phần cán nó nặng là 230 g anh em. Búa siêu nhỏ nhưng mà còn mới. Nó dài tổng thể được là 29 sen này. Đường kính đầu búa của mình là được 23 ly. Cái này anh em mình sưu tầm rất là ngon nha, 120.000. V41. 120. V42. Đây một cái búa rất là xịn luôn, một đầu nhựa, một đầu thép. Đó. Một đầu nhựa, một đầu thép ha. Ghi cái mã cái. Đây. Cái này là cái nêm của nó. Ha. Thằng chuẩn nội địa nha anh em, của Đốc Du này anh em ha. Đó. Thằng chuẩn nội địa luôn, của thương hiệu Đốc Du, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Cái búa này nó còn đẹp, mới ha, rất là dễ dùng, nó một đầu thép này, một bên đầu nhựa này. Đầu nhựa này thì nó có dùng lướt ha. Cán nó còn đẹp. Đây, thương hiệu của Đốc Du nha anh em. Đó, tem được còn luôn nè. Rồi cái búa đầu nhựa và đầu thép này nó nặng được là 6 lạng nha anh em, 600 g. Rồi cái búa của Đốc Du này, V322 nha. V22 con này một đầu nhựa một đầu thép giá 200. V42 chứ sorry mọi người, V42 200. 43, một cái búa hai đầu nhựa nhưng mà bự này, của thương hiệu Plastic này nhựa anh em. Của thương hiệu OH 1/2 nha. Rồi đầu búa đã có qua sử dụng nhưng mà cũng còn rất ngon nha. Không bị dập nhiều đâu. Đó, đầu búa đã có qua sử dụng. Cái này thì nó bự nó nặng nha anh em, nó nặng tới là 7 lạng ha. 7 lạng, búa đầu nhựa nặng 7 lạng ha. 1/2 á. Rồi nó dài được là 33 cm nè. Đường kính đầu búa mình đo được là 37 ly. 37 ly nha. Rồi cái búa này 180 nha. Đã có qua sử dụng nhưng mà cũng rất là ngon ha. V43 180 nè. V44 là một cái búa bi khác ha, của Tone. Đó, đây. Đầu búa để em vệ sinh em tra dầu hết rồi ha. Đó, đây là chi tiết đầu búa này, chỗ này nó có người ta dùng nó có dập nhẹ một tí thôi. Đó. Còn là đầu bi được cũng vậy. Chung là cái búa này người ta dùng lướt thôi, cán còn đẹp nha anh em. Đó, của Tone ha. Đây. Ha, cán nó còn đẹp. Chung là cái này cũng còn khá là ok ha. Thương hiệu Tone. Rồi cái búa bi này nó nặng được là 8 lạng nha anh em. Cái búa bi này nó nặng được là 8 lạng. Cái búa bi của OH này nó dài được là 32 cm. Và anh em thích cái dòng búa bi của OH này à, của thương hiệu Tone chứ. Thương hiệu Tone BH10. Con này giá 200 giúp em nha. Nặng 8 lạng. V44 200. Tiếp theo V45 là một cái búa bự nha anh em. Cái búa siêu bự luôn. Đó. Rất đáng để anh em mình mua nha.
còn mới. Đây anh em xem là búa này, em mới lau dầu lên đó. Đó, búa chống nảy. Đây, cái này là dàn hàng của châu Âu anh em. Đồ của này, E65 này. Bên này là chữ tiếng Anh không à. Cán búa đồ bự, dài đó. Nó thấy không? Đẹp nha anh em. Cái này là còn đẹp. Anh em mà thích hàng là đẹp đẹp mới mới mình chốt ha. Đó, đây. Nó cũng có chữ này. Cái này là cái bảo hộ vậy này, kính vậy này anh em. Đó. Và cái búa chống nảy này anh em, lát lát bên trong nó sẽ có cái tiếng cát này nữa ha. Búa chống nảy á. Con này nó bự nha, những con trước là nó nhỏ nhỏ bán 200 rồi, con này nó nặng tới lần ký 6 lần nha anh em. Nó nặng tới là 1,6 luôn nha. Nó rất là bự luôn. Lâu lâu mới có một cái con búa bự nha anh em. Nó đường kính nó lên đến là 365 ly này. Chiều dài của mình nó lên đến là 37 cm. Cái này em để giá là 350 nha. 350.000 V45 giúp em nha. Đó. V45 350. Rồi. Tiếp theo V46 giờ em đâm vào cho mọi người những cây kìm. Đây. Này kìm này nó cũng không có nhiều nhưng mà toàn là kìm đẹp không nha anh em. Ủa. Sao đưa cho cụ này đây đâu ạ? Các cái điện nè. Rồi tiếp theo V46. Một cây kìm Pro hai nắp của thương hiệu Sato nha anh em. Đây hai nắp này. Đó, cây kìm này độc lạ nha. Đó, nên mình muốn chỉnh nắp con này thì mình nắp con này đó ha. Sato nha anh em. Kiểu cộng lực rất là dễ thương ha. Đó, kiểu giá này rang cỏ được còn ngon lành đó, anh em mình sưu tầm được. Cái vỏ thì nó không có mới lắm nha. Nhưng mà còn lành lành anh em mình dùng ok. Đó, kìm Pro cái cộng lực này bạn rất là chắc chắn. Con này thì nó dài được 21 cm nha. Con này 180 giúp em nha anh em sưu tầm. Dàn độc lạ ha, V46 180 giúp em nha. V47. Cây kìm mỏ nhọn tiếp tráng này sưu tầm luôn nè, một tinh ha, Fujiya made in Japan này nữa ha. No 300. Đây trang cỏ luôn mới tinh. Đó. Cái này là anh em sưu tầm rất đẹp nha, trắng non trắng nà ha. Rất là đẹp, rất dễ thương, là một cái kim mó nhọn kiểu dáng ha, đầu này nó thon nhọn. Nó dài được là 17.5 nha anh em. 17.5 cm, con này 150 giúp em nha. 150.000. V47 ha, 150. Tiếp theo. V48. Kim thuộc dài quá trời. Một cái kim mó nhọn của thương hiệu Hozan nha. Cái này em mới vệ sinh rồi, để lâu quá nó vàng lại, anh em về mình lấy cái chùi bùi nhùi mình chà cái này nó mới tinh nè ha. Tại vì vệ sinh sẽ để nó ngâm nước lâu quá nó ra vàng vàng. Đó, rang cỏ nó còn mới nè. Đây anh ha, nghe tiếng cái rất là ngọt cho anh em. Và nó có luôn cái vòng kịp ốc này ha, dùng rất là đa năng luôn, dài 16 cm, 16.5 luôn ha, 16.5 rồi. V48 100. V48 100. 49 cây kìm cắt nha anh em. Này cũng còn mới đẹp nè, thương hiệu Fujitaka này. Này logo này, hãng này. Máy kìm nó trông còn đẹp, lưỡi cắt ngon lành. Hoàn hảo nha anh em. Vỏ trơn, dài 16 cm. Bao ngọt ha, nghe tiếng rất là đã nha anh em. Fujitaka rồi. Anh em thích cây kìm cắt này mọi người chơi giúp em V49 nha. Kìm cắt này tình trạng là còn đẹp. Giá của mình là 120 nha, 120.000 bao ship ha. V49 120. V50 cây kìm nhỏ ha, của thương hiệu hãng Sell No.S-5. Có vòng để kẹp ốc này, có lưỡi cát, cát độ ngọt ha. Đó, vỏ màu cam. Dài được là 14 cm nha. Con này giá 80. V50 80. V51 một cái kìm cát cáp còn mới nữa ha. Còn đẹp luôn, còn đẹp. Đây của thương hiệu Kin TTC này. Đây,
kim TTC made in Japan anh em. Đó. Này lưỡi cát đẹp đây anh em. Đó, thấy không? Đó, lưỡi cát đẹp không có mẻ, không có rầm nha. Hai vòng vòng trên vòng dưới. Này cái cáp là những cái dòng này là các dây điện là không xi nhê. Dây điện là các như chơi tha. Đó. Con này thì nó dài được 17 cm ha, 16 17 cm á. Con này 150 nha anh em. V21. Ây da. 180.000. Cái cáp nha anh em, còn mới. Anh em mình thích thằng mới đẹp mình chốt ha. V51 180. V52 là một cây kìm tuốt còn mới nè. Mới đẹp của Vercel nè anh em. Hai rang cỏ này. Để bãi lầu nó có lắm lắm thôi chứ còn rất là đẹp ha. Này lỗ dai tuốt của mình là tới 1.8 ha. Tầm là tầm trung ha. Vỏ cũng mới đẹp. Này. Tuốt ha. Đó, rất là ngọt ngào. Các. Đó. Hoạt động ngon lành ha. Của thương hiệu Vercel. Rồi con này tình trạng của mình nó cũng còn đẹp nha anh em, giá 110.000. V52 110 của Vercel màu vàng ha. V52 110. 53 cái này cũng vậy nhưng mới tinh ha, này. Đó, vỏ của mình là vỏ bự nữa. Đó, cái này này. Chữ nghĩa cũng nhiều nha anh em. Đó đây. Con này nó còn mới can luôn á. Này chưa xài nha anh em, con này là chưa xài luôn. Chữ nghĩa là em coi kỹ cho anh em này, không có chữ Japan nhưng mà chữ rất là nhiều nha. Cái này là tuốt rất là ngon. Đó, đây. Rất là nhẹ nhàng ha, tuốt rất lõa luôn. Các. Bán nha anh em, cái này là chưa xài. Con này 110.000 luôn. V53 chưa xài nha anh em, chưa có xài. V53 110. V54 cái này tại hình thức thì trên mạc nó hơi rủ rủ hơn tí. Nhưng mà quan trọng là lỗ tuốt cũng bự này, của Vercel 2 ly ha. Đó. Đây. Ha, tuốt rất là nhẹ nhàng ha. Các. Đó. Còn ngoại hình thì cái mạc nó không có được đẹp. Nhưng mà ngon lành, sử dụng ngon lành nha, của Vercel luôn nha anh em. Của hãng Vercel luôn nè. 80.000. Đó, anh em mình không quan trọng cái ngoại hình, quan trọng cái chất lượng sử dụng, mình chốt con này 80.000 ha, V54. 55 thì con này của Hozan, cái này thì Hozan cũng rất là ngon rồi. Đây. Độ tuốt. B806 nha nè. Chuẩn nội địa nha, made in Japan nè. Vào là tuốt anh em, rất là nhẹ nhàng. Ha. Các. Rồi con này 110.000 luôn nha, của Hozan nha anh em. V55. V55 110. V56 bây giờ bắt đầu em vào cho mọi người những cái dây chiếc chìa khóa ha. Đầu tiên thì em vào cho mọi người mấy con khóa của KTC. Đây một con 17-19 đầu vòng, hai đầu miệng nha anh em. Dòng là dòng S2 17-19 của KTC mới chưa xài. Đó, KTC 17-19 ha. Mới tin chưa xài. Đó, thì cái này là hai đầu miệng nha anh em. Hai đầu miệng thì em để giá cho mọi người là 100.000. V56 nha, mới chưa xài nha anh em, 17-19. V56 rồi tới V57. V57 là một cây khóa 13 ly của anh KTC. Akitotun 13 ly. Thép alloy steel đó, miệng mồm nó còn đẹp nha anh em. Miệng mồm nó còn đẹp hết. 13 ly. Rồi cây 13 ly này giá 90. V57 ha. V57 90.000. V58. Con này là 14 ly. Con này là đời cổ, rất đẹp. Đó, 14 ly ha. Đây. Bên trong thì nó có lắm vài cái vết đắt thôi chứ không có vấn đề nha anh em. Đó, 14 ly của KTC rồi 90.000 luôn ha. Có xả nước. V58. 90. V59. Con này là 17 ly. 13, 14, con này là 17 ly ha. KTC. Rang cỏ miệng mồm nó cũng đẹp hết, KTC thép alloy ha. Rồi anh em thích cái con 17 ly này mọi người chứ giúp em V59 nha, 100.000.
ta ghi xong nhìn mọi năm V59 100 V60 con 15 ly anh em. Đó 13 14 15 17 cái 15 ly này còn còn mới này còn tem nhưng mà cũng 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 có xài lướt. Trông nhìn khó làm biết cũng có xài lướt không nhưng còn đẹp nha anh em. 15 ly này đầu vòng được còn đẹp này, trắng 110.000 ha. 110.000. V60 con này là 15 ly nha anh em. 15 ly. V60 110. V61 cây 14 ly, cái này cũng còn đẹp nè. Đây miệng mồm nó còn đẹp nè anh em. Không lay vậy ha. Cũng có những cái vết lắm đất rồi do mình để bãi. 100.000. V61 100 ha. V61 100. V62 là một cây 17 ly của thằng Top nha anh em. 17 ly của Top còn tem luôn nè. Japan này anh em mình đang sưu tầm cái bộ của Top thì mình chốt. Japan này giao dịch nội địa này của thương hiệu Top và 17 ly. Vòng đẹp rồi anh em thích cái cây 17 ly của Top này mọi người chích em V62 nha. 110.000. V62 110. V63 một cây 19 ly của thương hiệu Sơn Cai hàng nội địa luôn. Này giao dịch nội địa nhập à, nổi này anh em. Đó. Rất là dài dạng nha. Đầu luôn mà miệng mồm nó cũng rất là mới. Và 19 ly của thương hiệu hãng Sơn Cai. Này một thương hiệu cũng rất nổi tiếng à. Đây cái giao dịch nội địa Nhật cho ba lửa luôn. Rồi con khóa Nhật này 19 ly giá 100.000 V63 ha. V63 100. Theo V64 một cây của thương hiệu hãng Sơn Cai. Sơn Cai ha. Con này số bự nha anh em, 24 27 nè, còn tem luôn nè. Đó, còn tem còn đồ luôn nè nhưng mà cái tem nó cũng hơi rách rồi anh em. Đây, mới nha. Em sưu tầm thích thằng đẹp. Dài được là 35 sang nè. Dài được là 35 sang. Cũng mới 24-27 à, V64 giúp em nha. V64 cây này 150.000. Sơn Cai ha. Hàng nội địa Nhật 24-27 V64 150. V65 một cây KTC 17-21 cũng còn tem mới tin luôn nè. KTC 17-21 ha. Tiếp alloy steel. Bên này nó có vàng vàng tí giờ để bãi rồi này nọ thôi chứ còn đẹp. Rồi cây 17-21 này giá của mình là 110.000. V65 110. V66 một con 17-19 của KTC ha, số xích nội địa Nhật. Thép alloy steel Japan, cây này luôn còn mới luôn đẹp ha. Đó, đào vòng còn khá là ok. Rồi cây này 120 ha. V66 120. V67. Đây, bây giờ mình qua những cái loại vòng này. Đầu tiên thì có cái này 19-21 ha. 19-21. Nó made in Japan. Trong thì cũng có những cái phần đen đen để bãi đồ này nào ha. Rồi anh em thích cái con 19-21 của KTC giặt khóa kiểu này ha, 15. 150.000. V67 ha, 150. V68. Cái này 12-14. Made in Japan. 15 ha. Cái này đây, những cái này anh em mình xài rất là ngon nha anh em. Cái này thì như là người ta cũng có dính sơn rồi nè, ta sơn lại. Đó, 12-14 ha. Cái này là không phải cái màu zin của nó. Made in Japan ha. Nhưng mà những cái này là xài rất là ngon nha. Giờ 15 rồi, cái này em để giá 120 nha anh em. 120. Nó cái này là người ta sơn lại hay sao á. Nhưng mà dùng rất là ngon nha. V68 120. Made in Japan ha. V68 120. Tiếp theo. V69. Cái này là còn mới nè.
11 13 này anh em. Đó, 11 13 này. Nhưng mà cũng có những cái phần lắm lắm này. Em quay cận cảnh cho anh em xem, đầu nó đang đang ha. Do người ta đó. Nhưng mà cái này anh em mình thấy mua 3 con ha, 11 13 12 14 19 21. Đầu bên trong để bãi lâu ngày nó có đang đang nha anh em. Đó, nhưng mà những cái này là xài rất là ngon. Rồi 120 luôn nha. V69 120 luôn. Dòng có 10 năm ha. Không có mới nha anh em, cái này là những cái nào là người ta có sơn lại hay sao á. V69 120. V70 là một cây khóa 10 ly nha. Đây một cây khóa 10 ly của KTC luôn. Dòng này 10S2. Made in Japan ha. Đó, bên trong nó có những cái vết là lắm đen đen này. Nhưng mà đào vòng rồi những cạnh nó còn ngon lành nha anh em. Rồi cây khóa 10 ly này V70. 100.000. V70 100.000. Rồi. Tiếp theo, V71 là một cái chùm chìa khóa có thương hiệu Amon, chùm chìa khóa mỏng nha anh em. Amon thì một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng rồi. Đây, thì thông số khóa của mình nè. 10 11 nè. 10 11 đến là 8 10 nè. 7 8 nè. 5.56 nè. 5.5 nè. 4.5 nè. 4.54 nè. Và 67 nè, ha, Amon nha anh em. 2 4 6 8 chiếc. 8 chi tiết ha, vào cái vòng này để anh em mình treo. Đó. Hình thức khóa rồi thì miệng đầu miệng rồi vòng được ok hết ha. Rồi bộ này một. Mã số cho cái bộ khóa mỏng của Amon này là V71 giúp em nha. V71. 5.000. Ha. V71 100. Tiếp theo. V72 có một cái thùng đồ nghề bằng nhựa, thùng này còn đẹp nha. Đó, nó được gia công tại Trung Quốc, Made in China này, và nó là bằng nhựa ABS xuất về Nhật nha. Đó, ABS rất là ngon nha anh em, rất là cứng luôn á. Thùng này còn đẹp, đó nó để những dụng cụ đồ nghề này. Đó, để thay ngoại hình bên trong, bên trong thì tí anh em thắng sẽ mở ra cho mọi người xem. Đó, bên ngoài đồ còn ngon lành hết ha. Màu xanh, mới vệ sinh em rửa rồi. Ra quay cho mọi người. Đây, bên trong. Bên trong con này nó có hai cái khay luôn nha anh em. Hai cái khay luôn nha. Đó. Cặp lại. Rồi, ruột rỗng bên trong, nói chung là cái thùng này còn đẹp. Nhựa ABS rất là cứng. À, được gia công tại Trung Quốc xuất về Nhật. Giá thành cũng khá là cao nha. Thùng này cũng bự. Anh em mình để đồ rất là ngon. À, chiếc thùng này thì nó nặng được là 2kg nha anh em, gần 2kg. Về cái kích thước, chiều dài được là 44-45 ha. Bán ngang là được 20 nè. Chiều cao của mình thì cũng được là 20 luôn. Một cái thùng khá là bự ha mình vậy. Rồi V72 giúp em nha. 400.000. Đó, một cái thùng rất là đẹp. Giá 400 ha. V72 400. V73 là một cái hộp đựng mẫu trực tiếp của KTC nè. Có cái giấy nãy đâu mà. Cái giấy đỏ. Đó, để anh em mình đựng cờ lê này anh em. Đây. Cái đó khỏi lao không được, để về mà nó lao không được. Đó. Thì cái này là nó nguyên bản là như thế này. Cái này là em vệ sinh em rửa sơ rồi ha. Còn cái giấy này là chưa có rửa. Của KTC này đó. Cái này là cái khay giấy để anh em mình về mình đựng những cờ lê đó mình bỏ vào ha. Đó. Cái này là nó chuyên đựng cờ lê anh em, bộ cờ lê vòng đó ha, của KTC. Đây, cái hộp này thì em vệ sinh là những cái giấy em chưa có lao về nên mình giao lao cái giấy này ha. Đây, KTC đựng khóa vòng nha anh em. Thì cái hộp này nó có chiều dài mình đo được 37, chiều ngang được là 10 và chiều cao của mình là được là 4 cm. Hộp này nó nặng được là 7 lạng. V73 ha. V73. Chiếc hộp đựng clê này giá 180.000. V73 180 ha. V73 180.000. Rồi. Thắng xin kết thúc clip tại đây ha, và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.